Ok, hello và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel game offline của mình. Thì video này chúng ta sẽ tiếp tục với cái game A Survival các bạn. Và tập này là tập 20. Thì mình rất là cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành với mình trong cái loạt series video A Survival ha. Và mình thấy là fan của mình rất là thích cái game này. Thì video này thì trước khi chơi á, mình muốn cho các bạn xem một số cái thay đổi mới mình chỉnh ở trong game nè. Mình làm trong game cho cái phần mà chơi game của mình nó nhanh, nó dễ hơn ha. Để mà những cái tập trước á, mình chết hoài thì các bạn xem rất là nản, mà ngay cả mình chơi cũng nản nữa. Thế đây là mình đã thay đổi lại cái nhà của mình nè, cái túp lều lý tưởng của mình giờ mình mở bự ra nè, các bạn thấy chưa, cái không gian nó bự hơn. Ở đây thì mình chứa ba, mình làm ba cái hộp để chứa đồ nè, các bạn thấy không. Nhưng mà mình chế tạo riêng cho mình một cái bộ giáp luôn. Fan kêu mình là anh game offline, anh hãy chế tạo bộ giáp đi, lỡ mà có bị mấy cô kia tấn công á, chúng ta có cái để mà nó kháng lại đỡ được một phần ha. Thì mình cũng đã làm theo ý tưởng của các bạn. Ở đây là mình chế được cây súng luôn nè, cho các bạn xem nè. Nhưng mà cái cây súng này cần đạn bắn mới được nè, các bạn thấy chưa, đây là cây súng ha. Nhưng mà mình chưa có đạn, tại vì cái đạn của nó là phải nhiều nguyên liệu mới lắm, mình chưa biết cách chế tạo nữa nè, các bạn thấy không. Nhưng mà trước khi mà chơi tiếp tục cái game này, cái tập này là mình nói rồi ha, mình sẽ cưỡi khủng long bay. À, cái con khủng long bay mình chuẩn bị sẵn đó nè, để mà đi khám phá nguyên cái map bản đồ này cho các bạn xem. Đây các bạn thấy không, bữa giờ gần tập này là tập 20 rồi, nhưng mà mình chỉ lanh quanh có một chỗ mà cũng rất là buồn ha. Bây giờ mình sẽ đi khám phá hết cái thế giới này cho các bạn xem với cái con khủng long bay của mình. Trước khi mà đi thì mình muốn cho các bạn xem, đây là cái con khủng long mà mình vừa mới bắt được, cái con Jaggery này, các bạn thấy chưa, cái con này nó phóng nhanh lắm á. Và đây là một cái con khủng long, nó không nằm trong cái Ark Survival bản gốc, nhưng mà nó nằm trong cái bản mod. Cái bản mod đó các bạn nè, chúng ta bắt được nó là không cần yên luôn, các bạn nhấn cái phím E á là nó tự động nó biến thành con này luôn nè, thấy không. Giống như là mình chui với mình á, mình quá thăng lành cái con này ha. À, tuyệt vời chưa. Cái con này hôm qua là mình gặp nó bên kia, nó bên bờ bên kia, rồi mình vô mình chen rồi mình bắt nó luôn đó. Đấy các bạn thấy không. Thì để mình đảo ra ngoài để giới thiệu cho các bạn cái bản mod mà mình mới mod vô cái game này á, có rất là nhiều cái con động vật khác ha. Để mình đảo ra ngoài thì fan mình kêu là anh game offline anh hay mod cho cái game A Survival này á. Nè, đây là cái game A Survival này các bạn. À, còn đây là cái mod của nó. Này, cái mod này mình mới cài vô cái mod này nè. Top Run on Time. Đây nào, mình mới cài vô cái bản mod Monster Ark Haunting Evolve. Cái bản mod này là được nhiều người tải nhiều nhất đó các bạn, và được đánh giá rất là cao ha. À, thì trong cái bản mod này nó có mấy cái con khủng long mới á. Có con khủng long lửa nữa. Này, cái con này là cái con hôm qua nè. Đây mình mở bự bự lên cho các bạn xem. Nè, thì đây là cái con khủng long hôm qua mà lúc mà mình đánh cái con dịch Donan á, nó xì hơi ra cái con này nè. Và tập này thì mình sẽ đi khám phá ha. Mình muốn giới thiệu trước cho các bạn xem là cái bản mod này có rất là nhiều cái con khủng long mới á. Nè, cái con dịch Donan hôm qua nè. Nên mở cái con dịch Donan lên cho các bạn xem. Nè, thấy chưa? Cái con dịch này nè, hôm qua mình bắn chúng nó một phát là nó xì hơi cái là ra nguyên con khủng long chà bá lửa. Ở trong cái mod này thì nó có mấy cái con khủng long dưới biển nè, các bạn thấy không, nhiều lắm á. Rồi khủng long lửa đó nè, con khủng long lửa nè, này con gồng lửa chứ không phải con khủng long nữa, thấy không, nhiều con lắm nè, con gồng nè đó, các bạn thấy giờ ghê không. Có con gồng nữa ha. Được, đây thì video này mình giới thiệu cho các bạn biết cái mod mà mình vừa mới mod vô, cái Monster Ark Haunting Evolve, đúng không. Và chúng ta sẽ vào game để mà đi khám phá, thì mình hy vọng là sẽ tìm được mấy cái con rồng đó cho các bạn xem ha. Thì cái khóa gì thế, cái gì vậy, rồi là mình hết hồn. À, mình sẽ vào trong này để mà lấy một số cái thịt thế các bạn. Chúng ta sẽ phải đem theo thịt. Còn mấy cái nào rồi,
Rồi này mình đưa, mình để ở nhà. Mình sẽ đem thịt theo tại vì mình đi cái chuyến này là nó hơi xa ấy. Bỏ mấy thịt này vô đây đi. Chứ để chết hoài cái mình fan mình cũng rất là nản, vì thế là mình mod vô ha. Mod vô mấy con khủng long mới này, nhưng mà mình chuẩn bị rất là đầy đủ rồi. Mình nghĩ là sẽ không chết nữa đâu. Mà nếu chết nữa thì chịu thôi, tại vì game này mình đâu biết trước được điều gì đâu đúng không? Lỡ đi tới cái vạch mảnh đất xa quá chúng ta gặp mấy con rồng khác dữ dằn hơn rồi sao. Ok thôi mình lên đường thôi. Bao nhiêu đây là quá đủ cho mình nè. Cắt cái cắt mấy cái nguyên liệu quý này vô đi, tại vì mấy cái chi tin này cũng rất là khó kiếm á. Mình cắt mấy cái chi tin này vào hết. Da đồ. Ok, coi như là mình đem theo. Thôi đi, chúng ta lên đường thôi. Hy vọng là trong tập này mình sẽ tìm được mấy con khủng long lửa đó cho các bạn xem á. Ở đây mình chưa có cái la bàn, mình cần chế cái la bàn ra để biết đường lát chúng ta quay về. Còn thiếu metal. Mình còn thiếu metal. Rồi hết metal luôn rồi. Rồi đi thôi. Mình sẽ đi dưới cái con khủng long bay thôi các bạn. Lên đường. Mình biết là fan của mình rất là trông chờ cái tập này. Và mình sẽ đi ha. Mình sẽ đi theo hướng này đi. Đặng lát có gì chúng ta biết cái hướng này đặng chúng ta quay về. Tìm một cục, 5 cục metal đặng mình chế cái gì nè. Mình chế cái la bàn đặng đi cho dễ. Và mình đi vào thời tiết buổi sáng nhìn rất là đã các bạn. Thì ở đó có con khủng long của mình nữa kìa. Chạy đi ha, mình chỉ cần một con thôi. Đi nào. Tập trước giờ là mình bay qua chỗ đó rồi đúng không? Mình không đi bên chỗ đó nữa đâu, mình đi chỗ khác. Để tăng cái tốc độ cho cái con khủng long bay của mình đi. Mình muốn cho nó bay nhanh hơn ha, tại vì chúng ta đi phượt mà. Và cái khu vực này chưa bao giờ mình xuống luôn đó các bạn. Đây thử chúng ta coi dưới này có cá sấu gì không ạ. Mình quan sát tình hình này, lỡ cố gắng gì đó chúng ta phải cẩn thận mới được. Bây giờ mình sẽ kiếm một mớ me hồ. Rồi ok rồi. Thì bây giờ mình sẽ chế cái phần cái la bàn. Đặng lát chúng ta biết hướng chúng ta quay về. Ồ ở đây là cái mấy cái đồ này của mình nó muốn hư hết rồi các bạn ơi, mình quên chế cái búa theo rồi. Đây cái la bàn đây. Thì ở đây là đi đi thôi, chúng ta đi thôi. Ở đây là mình sẽ đi hướng đông bắc ha các bạn, đi hướng đông bắc ha. Đây cái con khủng long mình đã lên cấp nữa rồi đó. Đi thôi, đi thôi. Trời khu vực này rùa nhóc hết trơn kìa các bạn thấy không? Thì fan nói với mình là chúng ta đi phượt, đi qua bên cái dải núi tuyết bên kia kìa. Ồ, phía đó là phía bắc. Phía bắc là bắc cực. Đúng rồi, mình sẽ đi qua bên cái hòn bên cái ngọn núi đó ha các bạn. Trời lỡ té xuống đây chắc xong phiền luôn quá. Ôi giời, ở phía dưới có cá sấu kìa các bạn. Ở khu vực đầm lầy này có cá sấu kìa. Ơ con khủng long gai nữa. Con khủng long gai đó tên gì? Spinosaurus. Spinosaurus thì mình không nhớ. Rồi cá sấu ở dưới các bạn ơi, khu vực đầm lầy này ghê ha. Rồi cá sấu với con kia nó đang cắn nhau kìa. Rồi té xuống đây là hy sinh luôn. Mình sẽ qua bên dải núi tuyết bên kia đang tìm metal.
rồi mình mặc cái bộ giáp này bị nóng đó các bạn. Yeah. Rồi các bạn nhìn mình ngầu chưa? Trong mấy cái tập trước mình cởi cái con cóc mới ngầu, nhưng mà mình bị giết chết ngắt. Trời ơi, khu vực này các bạn nhìn kìa, rắn kìa, chăn khổng lồ kìa, 4 con luôn, ghê quá. Rồi bây giờ chúng ta khám phá mấy cái vùng đất mới, nhìn nó phê hơn. Đi coi rồi, ở đó có con Vontosaurus. Trời, bước qua đây mới thấy dưới này động nhóc có dơn con thú luôn, qua kìa, bày kìa, nó kéo bày kìa. Đi thôi, chúng ta đi thôi, té xuống đây là hư hình luôn. Đây mình tăng cái quay nó lên đi, cho nó bay nhanh, thôi cho nó chở nhiều đồ chút. À, cái con khủng long sừng bò kìa các bạn. Trời, dưới này tụi này nó cắn nhau quá trời luôn kìa, có con raptor nữa kìa. Khủng long ăn thịt một đống luôn ha. Này là mình đang đi lên phương bắc. Yeah, đó có khủng long. Trời, dưới này đá, mấy cái đá này chúng ta đào mê thồ là một đống luôn á. Vào kìa, mấy con khủng long mới kìa các bạn thấy không. Chứ mà fan kêu mình là anh Game Offline, anh hãy đi săn cái con T-Rex đó các bạn, cái con khủng long bạo chúa. Mình sẽ video này sẽ đi tìm luôn ha, đi tìm mấy cái con khủng long lửa trong cái bản mod với mà mấy cái con này nữa. Trời, các bạn thấy đẹp không? Con khủng long nó đẹp quá ha. 2 con luôn. Đi thôi. Phía dưới đó có con gì nữa kìa, con heo với con raptor. Chắc mình nghĩ là mình phải đổi qua bên đây xây nhà bên đây với con ở đây tài nguyên nhóc hết trơn nè. À. Ở đó có con ấy nữa kìa. Cái con khủng long mà giống như cái con nó có 2 cái tay đó các bạn, 2 cái móng vuốt mà đợt tập trước nó gượt mình đó. Kìa, nó đang núp ở dưới đó kìa. Đó cái con kìa, con đó đó. Rồi trong này nhóc chưa ha. Quay, hình như con gì nó đang gượt theo mình đấy. Không có. À, to sao đó. Trời, vô trong khu vực này quá phê luôn. Mình hả? Ơ, cái con sừng bò, mình tưởng đâu cái con T-Rex không chứ. Đi thôi, chúng ta kiếm cái chỗ nào an toàn mới đáp xuống được, chứ giờ đáp xuống là chết nữa. Mà bây giờ chỗ này là xa lắm, lỡ chết là không có đi lấy đồ được đâu. Chết là coi như bỏ luôn. Và bên đây khu vực, bên đây nhóc hết trơn. Mấy con mới không à. Ê, cái con bạo chúa các bạn ơi. Không biết đó con bạo chúa hay là con sừng bò nữa. Trời, con đó con bạo chúa. Kìa, con khủng long bạo chúa thì ghét kìa các bạn. Nên bay gần gần ra phải không? Nó đó. Bay cao cao lên mới được. Nó đó. Rồi, vậy là vô khu vực này được rồi, mình sẽ cố gắng để mà xây nhà ở đây các bạn. Kìa, thấy chưa? Yeah. Trời, hệ sinh thái này nhiều quá ha. Nhóc có dần con khủng long mới luôn kìa các bạn thấy không? Sống luôn. Chà. Cắt nhà đây mà. Chắc phải đổi hướng xuống đây xây nhà quá. Mấy con chim của mình. Trời, con raptor nó đang gượt cái con kia kìa các bạn thấy không? Đó, khủng long mới không? Ở đây toàn mấy cái loại mới không ha? Được rồi, để mình bay lên trên núi thử như thế nào. Tập này thì mình sẽ dẫn cho các bạn đi cho các bạn xem khám phá thế giới thôi, rồi chọn cái địa điểm nào lý tưởng chúng ta xuống xây nhà ha. Chứ bây giờ mà đáp xuống liền là không ổn đâu. Tại vì đáp xuống liền lỡ gặp mấy cái con khủng long ăn thịt đó, nó lại mình làm không kịp là chết nữa.
để mình bật lên coi chúng ta có thể là tạo cái giường, cái bed đó. Còn thiếu thép fiber với màu wood. Trên núi này vẫn có mấy cái con khủng long nó sống, nó bò lên tới đây luôn các bạn. Mình biết rồi, mấy cái cục đá màu vàng này nè, chứ gì, trong mấy cục đá này sẽ có metal. Mình bước tới cái này lạnh, bị lạnh quá trời lạnh luôn. Con đá bên đây đang lấy đồ trên đây nè các bạn. Trời không. Thôi con này đi được ha, hên nha. Ê trời, hết hồn. Tưởng đâu té lần chứ. Ở đây là té là mệt lắm á. Để mình coi đây. Mình còn thiếu thép với mình sẽ tạo cái gì nào, cái giường ở đây ha các bạn. Đặng chúng ta chết đó, chúng ta có thể là sell lại được, chúng ta có thể là từ cái địa điểm này đặng mà nhặt cái xác của mình được á. Ý cái quái gì thế, nữa gặp cái con quỷ đó nữa kìa, cái con núp lùm á. hết hồn. Này mình sợ chết lắm. Tại vì chết là rất là nản. Trên núi này mấy cái đá. Rồi hết, quay đầu lại được rồi. Rồi nó bị cắn cái con của mình, nó bị thương luôn rồi các bạn ơi. Là chúng ta đi ha. Cái con khủng long mình nó bị lỗi nữa rồi đó. Khu vực này lên trên núi cũng rất là sợ. Đi theo tôi. Nhanh lên. Hồi này hơn đi thỉnh kinh nữa các bạn ơi. Có đường lên núi nè. Để mình đi khám phá thử ha. Để coi đây mình. Mình lên trên này mình làm cái gì nè. Mình làm cái giường. Đang lỡ có chết chúng ta sell lại được ở đây. Không được. Ê mày đậu trên đó sao được. Chết rồi. Cái cảm giác rất là khó chịu, các bạn biết sao mình sẽ chết á. Xuống đây. Đáp xuống đây nè. Sao nó nghĩ hiện cái chữ E cho mình leo lên mình nó luôn à. Khó thiệt chứ. Dễ quê không? Đáp xuống luôn coi. Nó trên cao quá, mình không có leo lên mình nó được, bực mình cái con khủng long này ghê. Đi xuống.
trên đây có mấy cái cục đá màu vàng này các bạn thấy chưa. Fan nói với mình là mấy cục đá màu vàng này thường có rất là nhiều metal. Để lần đào thử ha. Ôi, cũng đâu có nhiều gì đâu, cũng giống như mấy cục đá kia. Hay là cục này chắc không phải. À, để mình kiểm tra coi cái phần cái bét vẫn thiếu fiber. Bộ đồ này mình có rồi. Stone. Xuống đáp xuống. Đáp xuống mày. Đúng rồi. Rồi. Cái con khủng long này nó bị gì nè các bạn ơi. Nè thấy không? Nó hết quay đường nè, giống như cái đợt mà mình bị đi lạc vậy đó. Nó bị lỗi á, kiểu giống như nó bị lỗi vậy đó. Nó không có quay qua quay lại được. Mình hết điều khiển nó được rồi. Nhưng mà trên này có fiber. Yeah, cái này gan là lên núi hái thuốc kìa. Rồi mình muốn lên trên đây đặng mà chúng ta có cái giường ở trên đây đó, có gì chúng ta sell lại được. Nhưng mà cái con khủng long của mình tự nhiên bị gì đó, nó bị cắn cái nó bị lỗi luôn rồi. Inventory thế. Rồi mình lấy cái yên ra. Rồi mình để cái yên vô lại thử ha. Rồi nó hết quẹo được luôn rồi. Khùng của khủng long này nó bị gì vậy các bạn ơi. Rồi lên cái hòn núi này mình bị lạnh. Rồi kiếm chỗ nào đất bằng chúng ta mới đứng xuống được, không thôi té đây là chết à. Nó có quẹo được, nó bị gì vậy. Ý, phía dưới có con khủng long gì mới đó kìa các bạn thấy chưa. Ghê quá ha. À, để mình coi mình chỉnh lại cái con khủng long này của mình nó đang đi phượt mà bị gì vậy. Phượt mình ghê. Coi nào, chúng ta kiếm chỗ đất nào bằng mới được. Ô, trên đây nhóc hết trơn con khủng long luôn kìa các bạn. À, nó đứng trên cạn núi kìa, đây là đứng bắt nó là dễ lắm ha. Kìa có con gì nữa kìa. Ở phía dưới đó các bạn thấy chưa. Và để mình kiếm cái cách để mà chỉnh cái con khủng long của mình lại nó bị gì vậy. Hay là do mình quá nặng. Đâu có nhiều ký đâu, có trăm mấy ký mà. Bỏ hết bộ đồ này luôn nha. Bộ đồ này mình có rồi đem theo cũng nặng. Rồi mình bị khát nước rồi kìa. Thôi cái màu đỏ đó là gì vậy? Cái con chim này nó bị cái gì vậy? Mình đang kiếm chỗ đâu mình đáp xuống ha. Ở chỗ đó có cái gì em quá kìa. Ý, nghe chăng luôn. Ô oh. Bye anh hai ơi. Trời ơi, ông này cũng ngu quá ghê quá. Chết rồi. Chết mình ơi, mình đi dính độc rồi. Rồi nó dưới trên ngắt luôn, đâu hay gan gì đây. Oh shit. Trời ơi, đáp xuống là ngay gan luôn rồi. Mình bay tới địa điểm này luôn nè.
mà chưa chưa làm được gì bực mình thì chứ con khủng long nó đúng là báo đời mình không, nó đâu mà té đáp xuống cái gang đó các bạn thấy không, cái số mình nhỏ chưa, thấy không, không thể nào lường trước điều gì cả, rõ ràng là tính đáp xuống nhẹ nhàng thôi, gặp gặp cái chân con quỷ đó. Rồi, mới hai mấy phút rồi, ý là mình dự định là sẽ tạo cái gì nè, cái giường ở đây là đang cho chúng ta có cái điểm sale á, bây giờ cái giường nằm miệt đây là phải bắt đầu lại nữa đó, nhức đầu chưa, đây ba anh đó đang lụm cái đồ đó là mệt nữa. Cái quê là mình chích ngắt đây các bạn thấy không, thấy số mình nhỏ ra chưa, đáng lấy ra đáp xuống đó là đâu có cái vấn đề đâu, tự nhiên đáp xuống cái gặp ngay chân cái con khủng long ăn thịt rồi sao chạy không, đôi lúc cái đời là bể khổ mà. Ok thôi được rồi, mình sẽ tạm dừng cái video này đây để mà đảo ra ngoài coi cái phần sale á, để mình giải nén lại thử, rồi mình chơi cũng kinh tế lắm, mình nén cái file sale lại các bạn, đừng lỡ gì mà có bị chết bất tử á, mình chỉ cần giải nén file sale đó là mình chơi lại cái thời điểm hồi nãy lúc mới bắt đầu video á, là chúng ta tiếp tục đi khám phá tiếp ha, không mình chơi bây giờ chơi chết và thì phải có cái cách để mà chị để rồi mình ra mình đảo đảo ra để mà giải nén cái phần sale lại các bạn, rồi mình đảo vào để mà chơi tiếp cái phần khám phá cho các bạn xem. Lần này là chắc mình phải dẫn thêm một cái con khủng long bay nữa mới được, đặng xe cua, tại vì không biết cái game này nó bị gì nữa, cái con khủng long nó bay hồi là tự nhiên lỡ nó bị tấn công gì đó là nó giống như bị thương, nó không có quay chịu là được đó các bạn thấy không, xem rất là ức chế à. Mình cái game này cái kiểu giống như là nó còn bị lỗi á, nhức đầu lắm. Ok được rồi, mình sẽ tạm dừng cái video này ha, hơi ngắn nhưng mà không sao đâu, các bạn xem ngắn ngắn đi, với mà mình up lên cho nó nhanh á, nó dễ xử lý. Để mình đảo ra ngoài, mình giải nén cái file sale lại là chơi lại bắt đầu lúc mới vừa vô video á, và mình sẽ đi tiếp tục là cái hướng khác đi khám phá thế giới cho bạn xem ha, là nó có sẵn cái con khủng long bay á, là chúng ta chỉ việc là vào là khám phá thôi, đỡ hơn. Giống như là mình chưa chưa chết gì đó. Chưa quay video này gì. Được rồi. Bye bye tất cả các bạn ha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Và các bạn xem nhớ like và đăng ký để ủng hộ tinh thần của mình ha. Thì đó các bạn thấy không? Mặc dù mà mình đâu muốn chết đâu, nhưng mà tại cái số nhỏ đáp xuống nhẹ nhàng gì lấy đồ là xong rồi, đáp xuống cái chăn cái cột khủng long nó đang ăn thịt. Vãi tèo. Số mình chơi game này là nhỏ nhất luôn trong mấy cái YouTuber, thấy mấy ông kia đi săn dữ dữ luôn, còn mình gặp gì nữa không. Ở đây đây, bye bye tất cả các bạn ha, mình sẽ ra để mà giải nén lại cái file sale và chúng ta sẽ vào lại tiếp tục cái cuộc hành trình ha. Yeah, cái con này là con cởi nè, mình muốn là đi mấy cái vùng đất mới á, đang cho các bạn xem mấy con khủng long mình mới mod vô đó. Cái bản gốc đã rất là nhiều khủng long rồi ha, nhưng mà mình mod thêm cái bản mod nữa, có gì khủng long gồng lửa đồ tùm lum như á. À đây là một cái con nằm trong số đó nè, đó các bạn thấy không. Rồi, bye bye tất cả các bạn ha, mình sẽ tạm dừng cái video này đây.